Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trên tay cho các bạn một cái smartwatch rất là đặc biệt. Tại sao mình nói là đặc biệt? Vì hai cái smartwatch mình đang có trên tay đây, nó là một trong những cái smartwatch mà cho mình cái cảm giác sử dụng gần với cái đồng hồ cơ truyền thống nhất có thể. Tên của nó là Fossil Hybrid HR. Điều đầu tiên và cũng là điều mà mình rất là tự hào phải nói ngay ở đầu video này, đó là cái con Fossil Hybrid HR này được nghiên cứu và thiết kế tại Việt Nam bởi gần 100 kỹ sư Việt Nam. Hai cái mà mình đang có trên tay đây là hai phiên bản prototype chưa được bán ra trên thị trường. Trên thị trường sẽ được chính thức phân phối vào ngày 25 tháng 11 này, nếu mình không lầm, với giá đâu đó khoảng 200 đô. Tại sao mình lại nói nó là một trong những cái con đồng hồ thông minh nhưng lại cho cảm giác gần với đồng hồ cơ nhất? Nó không giống đại đa số các cái đồng hồ thông minh đang có trên thị trường là dùng những cái màn hình LCD hoặc là các màn hình AMOLED, mà cái con đồng hồ này nó lại sử dụng màn hình E-Ink. Màn hình E-Ink là cái màn hình mà được dùng trên các máy đọc sách rất phổ biến hiện nay của Amazon, đó là Kindle đó. Fossil đã quyết định là nhúng cái màn hình E-Ink vào bên trong cái mặt đồng hồ này và cho nó chạy cái firmware Wear OS nhưng được tùy biến lại phù hợp cho màn hình E-Ink. Cái firmware này nó đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn và theo mình là nó mang lại cái trải nghiệm tốt hơn, không có phức tạp nhưng mà cái gì cũng nửa mùa giống như là Wear OS đang làm hiện nay. Mình sẽ nói sơ đến cái ngoại hình của cái Fossil Hybrid HR này. Tất cả các phiên bản mà bán ra của con này nó đều có kích cỡ mặt là 42mm, cũng khá là lớn, sẽ phù hợp với lại những người có cổ tay to hoặc là các bạn nam. Nhưng mà nó có chia ra làm hai phiên bản cùng là kích cỡ mặt nhưng mà cái độ rộng của cái ngàm dây là khác nhau. Một phiên bản là 18mm và một phiên bản là 22mm. Phiên bản 22 này thì gắn dây sắt và dây cao su hay là dây da gì á, nhìn nó sẽ mạnh mẽ hơn và to hơn. Còn cái phiên bản dây da, dây mảnh này 18 này á, thì có vẻ như là để dành cho những người có cổ tay nhỏ và nữ nè, vì nó mang tính thời trang hơn. Cái phiên bản nhỏ này mà mình có trên tay thì nó cũng được mạ vàng và cái mặt kính là nó hơi cong thành vòm cầu, nhìn rất là sang trọng và lịch lãm. Nếu như các bạn nhìn sơ bên ngoài thì mình đảm bảo 100% các bạn sẽ không biết được con này là cái con đồng hồ smartwatch, vì cái màn hình E-Ink nó hiển thị rất là thật, nó rất thân thiện với mắt, giống như các bạn nhìn lên tờ giấy vậy á, làm cho cảm giác nhìn vào con đồng hồ nhưng mà không hề có một chất gì gọi là đồng hồ điện tử hết á, nhìn là thấy chất cơ, chất truyền thống ngay trong cái đồng hồ này. Tuy nhiên là cái phiên bản này là phiên bản màu vàng và bản dây nhỏ cho nên mình không có đeo nó, mình đeo cái con này nè. Cái con phiên bản dây sắt này nhìn rất là ngầu luôn. Và 10 trên 10 người gặp mình thì đều rất là trầm trồ và khen ngợi từ thiết kế con này. Và họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi họ biết cái màn hình ở giữa này là màn hình E-Ink và mình thao tác cho họ xem các tính năng thông minh của nó. Về cơ bản thì Fossil xưa giờ cũng đã rất là giỏi trong cái việc là chế tạo các cái con smartwatch mà mang tính thời trang rồi, cho nên là họ hoàn thiện cái sản phẩm này của họ cũng rất là tốt như những con trước đó. Phiên bản có ngàm dây lớn này á, thì là cái mặt kính phẳng nè. Bên trái là có cụm 3 nút, trong đó cái nút ở giữa họ làm cách điệu là có cái bên khác nhưng mà thực ra là cái nút này không có xoay được, tất cả đều là nút bấm hết. Cảm giác bấm thì rất mềm mại nhưng rất là dứt khoát. Mặt lưng của nó thì là có cảm biến nhịp tim và hai cái chấu sạc tiếp xúc. Sạc trên con Fossil Hybrid HR này là sạc tiếp xúc và hai điểm chấu này khi các bạn để đặt lên cục sạc nó sẽ tự hít chiều nào cũng được hết. Và thời gian sạc cũng rất là ấn tượng. Các bạn chỉ mất 60 phút để sạc đầy cái đồng hồ này. Và khi đầy ở tính năng xem giờ và những tính năng smartwatch cơ bản, các bạn có thể xài nó từ 7 ngày đến 10 ngày, có là một tuần là vô tư luôn, nhận thông báo này nọ. Và nếu như các bạn chơi thể thao thì nó sẽ tốn pin hơn một chút xíu. Rồi, mình sẽ nói sơ về cái thao tác trên cái hệ điều hành Wear OS mà được tùy biến lại cho con Fossil Hybrid này. Có là 3 nút này là 3 nút các bạn phải gán chức năng cho nó. Mỗi một nút là một chức năng và các bạn bấm vào thì nó sẽ có tác dụng trực tiếp luôn, chứ không có phải là gọi menu ra như những cái hệ điều hành khác. Ví dụ như điển hình ở cái nút trên này là mình cài đặt cho tập luyện thể dục thể thao, bấm vào thì sau đó các bạn có thể là chọn môn thể thao mình chơi đó. Ví dụ như là đầu tiên là chạy bộ ngoài trời nè, trên máy nè, đó, elliptical, đẩy tạ hoặc là các hoạt động thể thao khác. Thì nếu như các bạn chọn cái môn nào thì các bạn bấm vào cái môn đó bằng cách là dùng nút giữa để chọn. Đó, ví dụ là mình chọn môn chạy, mình ấn vào. Đó, là nó sẽ ngay lập tức nó đếm và cái màn hình hiển thị là như này đây. Quãng đường chạy được là bao nhiêu, nhịp tim ở giữa và lượng calorie đốt được.
các bạn bấm nút xuống dưới này là để dừng hoạt động thể thao lại. Thì các bạn thấy là trong quá trình mình bấm á, cái màn hình nó chuyển động và nó thay đổi rất là mượt mà, mặc dù là màn hình e-ink, nó không có độ trễ và độ lag quá lớn, cái trải nghiệm là rất tốt. Đó, đó là cái nút trên đúng không? Còn nút giữa của mình là mình đặt thông báo để xem các cái thông báo mà nhận từ điện thoại. Thì ở đây mình có tổng cộng là 19 thông báo nè, từ Facebook và từ tất cả các thứ khác như là email. Đây là email, các bạn xem và các bạn bấm. Đó, nếu mà các bạn bấm giữ im nút dưới là nó sẽ cho cái tùy chọn là xóa tất cả hoặc là quay trở về màn hình chính. Mấy cái thông báo đó mình chưa xem thì là mình quay lại màn hình chính thôi. Đó, rồi nút dưới cùng này của mình là mình để cái trình là chỉnh nhạc qua điện thoại. Thì mình đeo tai nghe, mình vẫn thể chỉnh nhạc qua đồng hồ. Còn nếu không rồi bấm play thì nó sẽ mở nhạc loa ngoài của điện thoại. Đó. Rồi các bạn cũng có thể là tùy chỉnh cái chơi nhạc bằng cách là qua bài hoặc tăng giảm âm lượng. Đó, tăng giảm âm lượng thì bấm một lần là lên xuống, còn qua bài thì giữ im, quay trở lại bài thì cũng là giữ im. Những cái tùy chỉnh điều chỉnh nhạc rất là cơ bản. Đó là mình gán ba cái chức năng đó cho ba nút này. Các bạn có thể tùy biến thành những cái chức năng khác mà các bạn muốn bên trong điện thoại. Xíu nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Còn về cơ bản trên mặt đồng hồ thì nó sẽ có bốn khu vực để hiển thị bốn cái thông tin mà các bạn ưu tiên. Ví dụ như mình là ưu tiên xem thời tiết nè, số bước chân đã đi trong ngày, thứ ngày tháng và cái nhịp tim. Nhịp tim đeo lên thì nó sẽ đo nhịp tim theo thời gian thực. Mặc định của Fossil Hybrid HR là nó cứ 60 giây nó sẽ lấy nhịp tim một lần. Còn nếu mà trong quá trình chơi thể thao thì nó sẽ là 5 giây nó lấy nhịp tim một lần để cho cái kết quả đo vận động nó được chính xác hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm trên điện thoại lên để tùy chỉnh cho các bạn xem. Cái phần mềm mà để kết nối với cái đồng hồ này có tên là Fossil. Các bạn phải chú ý là tải cái phần mềm này, theo mình biết là phần mềm này mới được viết lại. Cái phần mềm Fossil Q cũ là không giống đâu đó, không có hoạt động được. Thì mở phần mềm lên thì các bạn sẽ có cái giao diện như thế này. Nó sẽ có 4 tab khác nhau, là cái tab Home là để quan sát cái thông số vận động của bạn trong ngày, gồm có bước chân nè, thời gian vận động tập luyện thể thao, lượng calorie đốt được, nhịp tim và cái giấc ngủ. Vì cái con này thời lượng pin rất là trâu, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể đeo đi ngủ để theo dõi cái thông số giấc ngủ của mình. Đó, kéo xuống để xem lịch sử tập luyện, rồi lịch sử bước chân cũng như là lịch sử giờ giấc ngủ. Đó, các bạn có thể xem chi tiết toàn bộ lại ở đây. Phần mềm lại được viết lại với giao diện rất là dễ quan sát và theo dõi. Rồi cái tab thứ hai đó là cái tab để các bạn chỉnh cái mặt đồng hồ. Giống như mình nói hồi nãy, bốn cái trường thông tin mà hiển thị ở trên mặt thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh ở đây. Bạn bấm vào để các bạn chọn qua cái thông tin khác mà các bạn muốn. Đó. Ví dụ là các bạn như cái này ở đây đang thứ ngày tháng thì mình có thể đổi qua là khả năng trời mưa. Đó. Hoặc là cái thời lượng mà mình vận động tích cực, hoặc là empty là không để cái gì hết, để thay qua cái khả năng trời mưa đi. Rồi, vậy là xong. Sẽ save lại, đó thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức trên mặt đồng hồ nó sẽ thay đổi nè. Thì mỗi một cái setting như này nó gọi là một cái preset. Và Fossil cho các bạn nhiều cái tùy chọn preset khác nhau. Ví dụ là ở đây là mình đang để cái preset là daily, là cái màn hình mà mình sẽ sử dụng hàng ngày, mình dùng nhiều nhất, apply nè. Còn khi nào mà mình muốn chơi thể thao, mình sẽ đổi qua cái mặt fitness. Các bạn bấm apply một cái là ngay lập tức nó sẽ thay đổi toàn bộ thông số luôn. Nó sẽ đưa lên là ưu tiên nhịp tim bên trên, thời tiết, xem mưa hay nắng để đi tập, rồi thời gian mà các bạn vận động tích cực và số bước chân. Đó, các bạn đã thấy là đồng hồ nó cũng thay đổi y chang như vậy luôn. Một cái điều khác là các bạn có thể là tùy biến được cái họa tiết trong mặt đồng hồ. Đây, nó sẽ có những cái họa tiết khác nhau. Đầu tiên là hồi nãy mình để trắng trơn nè, không có cái vòng vèo gì hết. Bây giờ mình thử đổi qua một cái có vòng cho các bạn xem. Rồi cái này, mình cũng thích cái này. Bấm thì ngay lập tức cái mặt đồng hồ nó sẽ thay đổi nè, thì họa tiết nó sẽ thêm. Trong tương lai là mình sẽ nghĩ sẽ còn rất nhiều cái cách tùy biến mặt khác nhau cũng như sắp xếp thông tin khác nhau nữa. Điều này toàn bộ là phần mềm cho nên mình nghĩ là team của Fossil sẽ tùy biến rất là đơn giản thôi. Đó, thay đổi thành mặt này cho nó gần guốc và nó tiệp với cái phong cách hầm hố của cái bên ngoài. Đó. Đó thì các bạn hoàn toàn có thể làm nhiều thêm nhiều preset. Đây,
bấm vào tạo để tùy chỉnh theo tùy ý của các bạn. Đó, mình thì vẫn cứ dùng hai cái preset mà họ cho sẵn thôi. Thì ngoài cái việc mà chỉnh thông tin bên trong mặt đồng hồ và cái giao diện mặt đồng hồ, thì đồng thời các bạn có thể chỉnh tùy biến ba cái nút ở bên ngoài. Như mình nói hồi nãy mà làm demo cho các bạn đó, thì mỗi một nút các bạn sẽ gán một chức năng khác nhau. Ví dụ là trên nút này hồi nãy mình để là tập thể dục thể thao nè, thì các bạn có thể chỉnh qua cái màn hình quan sát thông tin vận động trong ngày. Rồi còn cái nút ở giữa là chỉnh qua cái bấm giờ. Cái cuối cùng là chỉnh qua cái timer. Đó là các bạn hoàn toàn có thể tùy biến theo cách các bạn muốn sử dụng cái nút đó thôi. Khi các bạn gán xong thì các bạn bấm là nó sẽ có tác dụng ngay lập tức. Ví dụ như là nút trên đó, theo dõi thông tin tổng quát đó, đã đi trong ngày bao nhiêu bước chân đó, rồi đốt bao nhiêu calo, thời lượng vận động tích cực đó. Đó, mình thoát ra. Rồi cái nút này là hồi nãy là mình gán là stopwatch. Đó, các bạn bấm start. Rồi, nút giữa chứ. Đó, là nó bắt đầu nó chạy. Rồi bấm dừng. Resume hoặc reset. Rồi reset là quay lại từ đầu, thoát ra ngoài. Ok, vừa rồi là toàn bộ bài trên tay cái Fossil Hybrid HR của mình. Tổng kết lại tất cả mọi thứ thì mặc dù chạy một cái firmware Wear OS được custom lại rất là đơn giản, không có được nhiều các cái tính năng rồi hay là cài đặt thêm được phần mềm, nhưng với quan điểm của mình, một cái màn hình E-Ink nhúng trong cái đồng hồ này, chạy firmware này, nó lại rất là hợp với nhau, mọi thứ rất là đồng bộ. Thực sự là khi mình đeo cái đồng hồ này, mình cảm nhận rõ được cái sự đơn giản và cái điều đơn giản mà cái người thiết kế cái đồng hồ này muốn hướng tới và muốn cho người dùng cảm nhận được. Mọi thứ hoạt động một cách mượt mà, một cách trơn tru và đẹp, mình rất thích. Thì với cái giá mà khoảng đâu đó 200 đô để có một cái trải nghiệm mà vừa là đồng hồ cơ nhưng lại vẫn có những tính năng thông minh cơ bản cần thiết nhất, thì mình thấy rất là xứng đáng. Không biết suy nghĩ của các bạn như thế nào, hãy chia sẻ ý kiến của các bạn ở dưới comment trong bài và subscribe kênh Tinh Tế để theo dõi được nhiều hơn các cái bài về smartwatch nha. Xin cảm ơn mọi người, mình là Long đến từ tinh tế.vn.